Anh xin chào bạn. Thì nói về các phương pháp tránh thai thì không có phần phương pháp nào là tối ưu cả. Bởi vì mỗi một phương pháp đều có ưu nhược điểm của nó. Phương pháp tránh thai đơn giản nhất là người ta không tốn kém là người ta dùng vòng tính vòng kinh. Chúng ta sẽ quan hệ vào những cái thời gian là an toàn. Thế còn nếu như mà phương pháp tránh thai bằng dùng bao cao su, đấy là một trong phương pháp đạt được tỷ lệ cao nhất. Cũng như là ngoài những cái tỷ lệ về tránh thai, còn lây Tránh được những cái bệnh lây truyền qua đường tình dục phương pháp nữa là có thể đặt vòng và phương pháp cấy thì mỗi một phương pháp nó sẽ phù hợp với từng cá thể ở đây cũng tôi, tôi gặp rất nhiều có những chị em đặt vòng nhưng nó không hợp Đạ. đặt vòng rong thì là nó vẫn rong kinh hoặc là thực tế là có sự than phiền của ông chồng thế chính vì thế đối với người đó thì không phù hợp nhưng cũng có chị em thì thấy rằng đặt vòng rất hợp dạ có những người đặt hợp quá là còn để quá giai đoạn Ví dụ như đối với một cái màu vòng chúng tôi hay đặt là TSU 80 thì thời gian sử dụng khoảng 10 năm. Nhưng có anh chị em thấy rằng nó hợp quá rồi quên đi để 15 năm. Thế nhưng rõ ràng là khi mà nó quá cái giai đoạn chỉ định thì rõ ràng cái tác dụng của phòng để tránh thai nó sẽ hiệu quả thấp dạ vâng. và có thể thậm chí là chị em sẽ có thai ngoài ý muốn vâng. thì tôi mong rằng là trước khi dùng một biện pháp về cây gia đình bạn nên được thăm khám ở cơ sở sản phụ khoa trên cơ sở thực tế của bạn bác sĩ sẽ tư vấn cho bạn những cái lợi ích những cái ưu nhược điểm của từng pháp và bạn sẽ lựa chọn một phương pháp phù hợp nhất với cơ thể mình